Người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắm cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Đây là sâu các bác nhá, đây là sâu. Từng con sóng sâu ngoài khơi, từng cánh chim bay thất thố, mưa đi trong tiếng sâu, hứa cho ta về nhà mỗi khi hoàng hôn, mình cùng ai xa nơi đó vẫn quyến về thương nhớ. Cùng với sóng với gió ta hòa chung tiếng ca. Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube bên em. Ngày hôm nay thì nhân dịp ngày mưa gió cũng là đầu tháng mùng 1 thì có một bác khách hàng rất là yêu quý và tin tưởng Hiếu Minh Audio bên em. Thì ngày hôm nay bác có bảo là em ơi lên cho anh một cặp loa 715 giá hợp lý để anh về anh chơi cái vườn cây cảnh nhà anh. Đấy thì ngày hôm nay em lên cấu hình như này em gửi cho bác nhá. Bác là yêu thích là từ neo và tất cả full cấu hình cặp loa 715 ở đây em sử dụng là full từ neo các bác nhá. Với một cặp tép neo 850 và một cặp bát neo hàng bát 40 côn 100, tất cả hàng bát tép là full nhập khẩu các bác nhá. Đấy thì với cặp mà loa này ở đây thì em đã test thử công suất cũng như là đã lắp cho rất nhiều bác làm karaoke về sân vườn này, rồi là cái độ phủ độ phóng của em này với sử dụng cái tép 850 kia phải nói là cho ra cái chất âm chất tiếng thì là để mà các bác nghe nhạc hay là các bác hát karaoke với phủ với không gian khá là rộng luôn các bác nhé. Một cặp bát 40 này thì phải nói là cho cái lời ca cũng như công suất rất là ấn tượng. Thì khuyến cáo các bác là từ tốt nhất là nên sử dụng em đẩy 800W một kênh công suất thực trở lên với đam ping khoảng tầm độ 400 thì đánh cặp này sẽ nổi tiếng bát và rất là hay luôn các bác nhá. Và bây giờ em sẽ test thử gửi đến anh luôn cặp loa này. Phải nói là chất tiếng của loa này, chất tiếng tép của em loa này với sử dụng em tép neo 850, tiếng ca phải nói rất là bay bổng, lời ca rất là sướng luôn. Nghe nhạc hát thì vừa là vô cùng tuyệt vời, hợp lý trong tầm phân khúc giá. Ở đây em sử dụng luôn là một cặp vỏ. Đấy, thực ra là đây cặp vỏ này là hàng sử dụng là hàng nhập khẩu các bác nhá. Đấy, hàng nhập khẩu Vũ Phan ép Trung Quốc với các cái ray treo này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ray treo này tức là treo dây văng, dòng ván phải vải ván cực kỳ tốt thì mới làm được cái này với các cái tai sách cũng như là tất cả các ốc đều là lỗ chôn gen hết nhá. Rồi, bây giờ sẽ mời các bác cùng nghe một đoạn nhạc em sẽ test cặp loa này gửi đến các bác nhá. Kết hợp với một cặp súp này. Một cặp súp ở đây em sử dụng một cặp súp, nó là súp mà sử dụng bát nhập khẩu của nhà hãng BV Dub, một dòng bát có từ 280 cô 125, một em bát súp phải nói là được các bác tin dùng và đã mua sản phẩm, mua sắm các em bát đó bên em rất là nhiều luôn. Thực sự bác phải nói công nhận cái chiếc bát này nó có giải đáp ứng rất là rộng, phù hợp đánh bát súp và cái tiếng súp của nó ra rất là mềm và sâu luôn. Rất nhiều bác mà rất dễ phối ghép thùng các bác nhá. Đấy cặp bát đấy phải là và khi vào em thùng này đây thì thực sự các bác nghe tiếng súp rất là đầy và ấm luôn. Đấy, một em bát phải trong tầm chất lượng rất là tuyệt vời. Ok, và bây giờ mời các bác cùng nghe thử. Em sẽ mở số một số bài hát để test thử và cũng như là ca một bài gửi đến các bác nhá. Người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắm cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Đây là sâu các bác nhá, đây là sâu về, đây là full được. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Hát lên từ trái tim.
với cả cái tép nó mạnh thật. Này thì thoải mái đánh sấp 10 các bác nhé. Ok, làm mời các bạn cùng nghe cùng vào một đoạn là karaoke nhé. Em sẽ hát thử trên cặp loa bát 40 này để gửi đến các bác chất âm của cái cặp loa này mang lại. Và là trên điện thoại này thì nó sẽ thu được một phần nào đó, chỉ để các bác cùng gọi là trải nghiệm và thử thôi. Rất mong được các bác được đến đây trực tiếp, cảm nhận trực tế chất âm nó như nào các bác nhé. Vừa rồi em có giới thiệu qua đến các bác một dòng loa bát 40 sử dụng đồng bộ bát tép neo và bát tép hàng nhập khẩu với vỏ thùng em lên thành phẩm ở đây là mẫu 715 nổi tiếng của nhà hãng JBL với phân khúc giá thành cực kỳ hợp lý các bác nhé, chỉ hơn 8 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu một cặp loa bát 40 đồng bộ sử dụng từ neo, bát neo nhập khẩu, bảo hành luôn cho các bác 1 năm để các bác yên tâm sử dụng nhé. Mọi chi tiết mời các bác cũng hãy liên hệ ngay số hotline 0938 132 388, số hotline của em Dũng sẽ tư vấn cụ thể cho các bác từ bát tép rời đến các cái cấu hình combo sự kiện vừa và nhỏ và phù hợp với cái nhu cầu cũng như tiêu chí của các bác nhất nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.